Các anh ơi, đừng nhổ năm sau đừng nặng trứng cá nữa, đi phát chỉ đi. Tiết kiệm sức đi. Mấy lần trước kẹt á, quả này này cũng hết hò tung rời lắm, cũng mất năng lượng tín rất đáng. Chú Chuẩn ơi, cháu nghĩ chú nên gọi chú Chỉnh đi, để chú tìm cách giải quyết. Gọi đi. Ai có tay ở ngoài rút một cái điện thoại đây? Alo anh Chỉnh ơi, cái cửa nó lại chọc vào rồi đấy. Ra ngoài treo đi. Chú ơi, chú ấy bảo gì đấy ạ? Chú ấy bảo như mọi khi. Là sao ạ? Đêm chú về chú mở. Ô các anh ơi, cái chuyện mà bị kẹt thế này đó, có hay xảy ra không? Ám có vài lần cũng vậy. Thế còn cái chuyện mà bị cắt nước thế này thì nó như thế nào? Cũng thế, cắt khoảng 3 lần, mỗi lần 1 tuần. Rồi mà kẹt nước là biết không nhỉ? Cái này nhìn kiểu không rõ ấy. Thank you.
gian trọng, cho không mua những nhà mà có thu nhập thấp không được nên. Để mua những cái nhà này những người thu nhập thấp như vậy thì chiều biết này rồi lấy cờ một cái nào dây này. Kẻ đất dây. Trên kia trẻ này gửi thách. Cái này đất dây ăn thôi. Thì nó cũng hơi nặng. Không lọc em.